Hạ như phố. Rồi phòng làng ơi các bạn. Có anh em nào thích phòng làng không? Đang dù con á. Rồi đó. Đâu. Rồi, con rùa con kìa. Nè, rùa con nè. Đúng không? Rồi. Rùa con. À nè, con rùa mẹ nè. Đấy đấy. Ừ. To hơn đấy. To hơn. Dài mà nó leo lên được này. Dài mà nó leo qua mấy đây nó leo qua được hết á. Nó leo qua lông bia nó leo qua không được mà nó leo mấy cái cây này nó leo lên ngao nên em ạ. Cái cây đây mà sao được nước mà nước nó leo lên cho nên em ạ. Kìa, con làm là bông à. Đâu? Nè cái bông này tấn khá khác này tấn. Lấy con này rò bây giờ nó ở cái bang nhờ mà bữa nó nói nè. Cứ cái con gì mà gấu cái này cho tôi không? Cây gì vậy? Yep. Đó nè. Đang đẹp nè. Ừ. Cái này mới đẹp này đúng không? Bông thiệt đẹp à. Đúng đẹp hả? Gà này có giống nuôi ngon ăn. Đây đó dạ ăn của con. À con. Đâu? Tháo núp luôn. Quẹt kính anh em. Ủa nó kính lúng tay ạ. Tháo cái khăn ra coi thử xem. Tháo bên ngoài ấy. Kính lúng tay ạ. Mà nó kính nó cái gì. Cua nó làm cho nó nhầm mát phải không? Đấy. Ui dồi. Đấy. Hai con này đã già này phải không? Ừ. Già giống con lớn mình bữa ấy. Ui dồi. Ui dồi. Hành dữ ấy. Chúng này chuối đây nhìn này cua bò chuối đồ đây chuối này là gì coi thì nó mua ra mua nuôi ra mới nuôi chết con mà này mới nữa mua mà này mới nữa mua cái nào mua con đưa đặt rồi đó lấy con khác ở đây là lấy con khác. Em bên khác cho con ơi mình như mình nuôi nó để được không anh? Để chứ. Để đúng không? Mình làm phải làm lòng to chứ đúng không? Lòng to. Ừ. Một lứa hay lòng ngoài. Cái đây nhữ sao anh? Nhữ. Không nhưng mà cái đó ví dụ như mình làm hang nó sao? Kiếm lon sữa bò rồi làm hang được không ha? Đó là hang đâu mà. Chứ mình cứ làm tổ bây giờ thôi. Tức là mình bỏ cái lồng rộng nha. Là mình bỏ rôm vô á là nó tự nó lớp bộ. À, bỏ rôm vô luôn. Rôm rã là lúa ấy. À, cho đây con nhỏ đối với anh chết á. Đối. Chết đối. Ủa con cua đã nhìn giống như này chưa? Đồ nó thuộc đuôi hết cua, không? Cua con đây sao nó rụng đuôi hết à? Vậy chứ sao? Bởi cánh này sức đuôi rồi. Bởi vẫn hết gì đâu mà. Hư đuôi. Ui dồi. Hành dữ rồi. Đợi sao nó thở dữ ta. Con này nhỏ hơn mà đẹp hơn. Con kia là con gì vậy anh Sơn? Đó còn sắp luôn hả? Con nghe nè. Con đang nghe anh. Không, phải không? Hử? Con đẹp chưa? Bữa đó là lúc riêng vậy này. Thấy giúp con nhỏ mình bữa là khác. Phải nhốt riêng ra. Ờ, kim nhốt tung vô cho anh nghe nó nhỏ hơn hay là mấy giờ cái kính ông trò này đối chết nha. Con người đẹp chưa đúng không? Được mấy con chuột. Lòng mình trắng hết. Ông có thấy ông ca anh em ngày nay vô rừng ấy
Vô rừng quay phong lan như quay sóc xiếc rồi. Dạ. Cái đường sáng của nó rồi nè. Gì vậy? Chuột. Chuột rừng này. Ừ. Thùng đèn sáng của nó ấy. Trong này có đá ướp luôn. Giờ nó mua đá nó cầm vô. Chơi. Chuột hết rồi là quay sóc. Chuột hết. 2, 4, 6, chuột rừng. Chuột rừng. Ui dồi ôi, răng. Được, ăn chuối. Ăn chuối lắm. Bữa giờ nhà anh kia có chuối anh lấy miếng, bỏ vô cái đồ và anh đốt. Anh đốt. Tôi vẹt liền. Làm công ra nào. Đi làm gì hết rồi? Nhà hả? Đi làm gì chưa đâu hả? Cho nhà con. Anh ơi. Đó vô luôn mà chúa luôn. Rồi trong làng rồi. Luôn làm mình dệt đó đó giờ giờ này đẹp nè. Ra đẹp nè. Đây cái loại gì ta? Đấy, vùng này là sát rừng luôn nha các anh em. Trong làng rất nhiều. Sóc tồn nhiều lắm. Đợi miếng này sao? Đợi ít. Cái gì làm ở nhà em? Con. Ghép lên đầy cây rồi mà. Đây rồi mình đi hái rừng về đỡ lâu đúng không? Lâu. Khổ. Cái này về rửa mình lấy chà sơ cho không được ngâm nước rồi anh. Ngâm nước vô là đen. Nó thay màu đi. Ngâm nước là đen quá. Mình chắc lát rồi mình bắt đầu mình nấu nước uống thôi đúng không? Cái đây thấy thằng thuốc bỏ vô được không? Chơi thử, cho cái đây nha. Cho anh cái đây. Cho mày sao? Giờ đứa đang coi mình đây. Mua ít gì uống thử đi. Đấy các anh em. Đấy một ngày đi rừng của anh em mình đấy. Vừa mua được phong lan mà vừa mua được nấm linh chi rồi vừa mua được mấy con sóc về nuôi nữa nha anh em mình mà có ai yêu thích những cái đồ này thì cứ liên hệ với anh em mình nha, anh em mình sẽ liên hệ người trong làng này để mua giúp cho anh em nha. Thôi video của anh em mình tới đây chắc cũng kết thúc rồi các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha.